Ngại chưa? Ngại quá. Chưa chị ạ. Ngại quá. Chưa chị ạ. Một người mà họ không thích con gái, họ thích con trai. Lớn tuổi, em hiện đang làm sales admin của một công ty bất động sản. Em sinh ra ở Hưng Yên, nhưng mà em lại lớn lên ở Đồng Nai. Mời bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia. Mình tên là Trần Minh Hòa, mình quê đến từ Đắk Lắk. Mình năm nay 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên xuất nhập khẩu trong một công ty xuất khẩu nông sản. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì cũng không nhiều lắm đâu. Em mọi người hay nhận xem là thông minh, nhanh nhẹn, dễ thương, không có giận ai bao giờ hết trơn á. Còn điểm yếu của em thì chắc là khi nào mà em vui là em nói nhiều lắm, nói nhiều mọi người đau đầu luôn á. Lúc em buồn. Lúc em buồn thì em không nói gì hết trơn á. À, thôi em buồn đi em đừng vui. Em đừng vui mất công người ta đau đầu. Còn một cái nữa là em hay bị quên lắm chị. Cái chuyện gì buồn là em hay quên lắm. Rồi mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em gái là gì? Điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng. Em có khả năng chăm sóc cái bé nhỏ và em có thể cả trồng cây, nấu ăn. Cái điểm yếu của em thì cũng khá là nhiều. Em hay bị lạc đường. Em không rành về các thiết bị công nghệ. Cho nên cần phải có một chàng trai đưa đường dẫn lối cho em, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Về tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em chưa có mối tình nào chính thức cả. Nhưng mà đơn phương rồi tình học trò thì có chứ chị. 26 năm chưa có một mối tình vắt vai. Thế có cảm nhận nụ hôn đầu đời chưa? Ngại quá. Chưa chị ạ. Ngại quá. Chưa chị ạ. Chưa luôn. Bên này cười tươi quá ha. Nãy giờ vốn đã tươi, giờ nghe vụ này còn tươi dữ nữa. Hy vọng không tin được chị ạ. Không tin được hả? Sao vậy? Ta nói thật thà gì mà không tin? Khó tin, khó tin, khó tin nhưng mà vẫn có thật. Dạ đúng rồi. Thế còn em tình trường như thế nào? Em may mắn hơn là nữ. Em cũng được 4 mối rồi. 4 mối. Chà, yêu quá hay sao mà suy nghĩ lắm hay sao mà thấy tóc bạc hết trơn kìa. Tôi thấy có tóc bạc rồi nha. Tóc bạc là tại trai em không phải tại mấy bạn gái đâu. À, dạ. Sao tóc bạc tại trai em? Tại máu trai em truyền lại á hả? Dạ đúng rồi. Lành lắm, lành lắm nè. Em thì không muốn lên nói mối tình gần nhất, em muốn lên đến mối tình sâu nặng nhất. À đúng rồi, dạ. Rồi. Thì yêu bạn đấy là từ hồi đại học, bắt đầu là năm 3 đại học cho đến hơn 3 năm rồi. Lý do sao lại phải chia tay? Vì hiểu lầm. Hiểu lầm? Ai lầm ai? Bạn đó hiểu lầm em với một bạn là bạn thân của em hồi cấp 3. À, có nghĩa là nghĩ em BD á? Không, bạn đó là con gái, bạn thân của em là con gái. Trời ơi, khác giới mà tôi tưởng đâu. Rồi rồi, hiểu, hết hồn, dạ. Hết vía. Có không? Không. Không có sao, không giải thích? Không giải thích được. Bao lâu thì em mới quên được cô đó? Thực ra là em không quên được bạn đấy. Vẫn cứ nhớ bạn đó hoài luôn. Nhưng mà tận gần đây thì cũng có một thời gian có gặp lại, rồi cũng nói chuyện ra. Không hiểu nhau hoặc là có rất là nhiều điều mà cảm thấy là chắc chắn là mình không thể nào tiến đến được nữa. Có nghĩa là chia tay rồi vẫn nuối tiếc mãi, cho đến lúc gặp, có cơ hội được gặp lại nhau, trò chuyện lại một lần nữa mới cảm thấy là hoàn toàn. Rất là nhiều lần nữa. Nhiều lần nữa rồi thấy, yeah, là không có hợp. Rồi bây giờ em quên hết chưa để mà em tiếp nhận một tình yêu mới? Đương nhiên là tình cảm của mình đã hết rồi. Quá khứ bỏ qua, yeah. Giờ nói tới tương lai, nói tới hiện tại, đúng không? Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì cũng là một người khá là dễ tính. Cũng chỉ cần là bạn nữ có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương gia đình. Nếu mà bạn nữ hiểu được mình thì là một cái điều rất là đáng quý. Điều gì em không thích ở người bạn nữ? Hơi cố chấp, chắc là có lời cố chấp. Rồi dạng như là có những điều mình biết là không tốt cho bạn ấy, mình nói là bạn điều đó không tốt, nhưng mà bạn cố chấp theo đuổi cái điều đó. Không có tiếp thu á, phải không? Dạ đúng rồi. Còn em, mẫu người bạn trai lý tưởng của em như thế nào? Đầu tiên ấy thì phải là đàn ông đã. Em đã từng thích một người mà họ không thích con gái, họ thích con trai. Nên là tiêu chuẩn đầu tiên là đàn ông. Tiêu chuẩn thứ hai đó là cái người mà em gặp ấy, họ tạo cho em được cái sự tin tưởng. Tại bình thường mình nghen quá, nên bây giờ mình cũng nghen lâu quá rồi. Mình cần có một người để mình có thể tin tưởng dựa vào, là một người đàn ông của gia đình. Điều gì em không thích? Người ta nói là đàn ông thì có tứ đổ tường. Em thì chỉ không chấp nhận đàn ông lăng nhăng, chăm hoa và có máu cờ bạc. Nãy giờ trò chuyện hai bạn cảm nhận thử đối phương như thế nào? Em nghĩ là bạn ấy cũng là một kiểu người thuộc về gia đình. Tóc tai, tóc ngắn hay dài? Em cũng không tưởng tượng được nữa, nhưng mà bạn ấy có một giọng nói cũng dễ nghe ạ. Em có hình dung mà được bạn trai bên này như thế nào không? Em nghĩ bạn này cao hơn em, có thể trẻ hơn em. Em thường được nhận xét là già hơn tuổi. Nên là các bạn nam mà bằng tuổi với em thì thường hơi khớp. Vậy bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra, hai bạn sẽ nhìn nhau, tâm sự, trò chuyện trực tiếp cho nó dễ hơn. Có điều gì trò chuyện thẳng với nhau luôn nha. Tên 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 tên. Chào bạn. Rồi, cảm ơn ạ. Wow, cảm ơn bạn. Đẹp ha. Đây là cuốn sách mình gói quà tặng bạn. Rồi, cảm ơn. Nếu mà muốn hiểu hơn về mình thì hãy đọc cuốn sách này.
bí ẩn quá ha. Dạ. Về đọc nha em. Đoán về nhau có trúng được bên cái miếng nào không? À, bạn cũng cao nhưng mà cũng không nổi đến nỗi là trẻ như em nghĩ. Còn em? Chỉ tưởng tượng của em cũng hơi kém nên là nhìn bạn em cũng chưa tưởng được. Có cảm nhận đầu tiên em cảm nhận như thế nào khi mà nhìn thấy mặt? Em nghĩ là bạn ấm áp ạ. Trời, nhìn mặt mà thấy ấm áp luôn, ghê thiệt. Rồi bây giờ á, kêu món ăn trước đi. Trong thời gian người ta làm món ăn thì mình sẽ trò chuyện với nhau tiếp nha. Xin mời hai bạn hãy chọn món ăn. Món ăn của nhà hàng Coco Echibana rất là ngon. Nhìn hấp dẫn quá chị. Giận lắm. Đây là một trong những cái món ăn rất là nổi tiếng và rất được nhiều người ưa thích ở bên Nhật Bản đó. Em ăn món bò đi, chị ăn món bò nướng á. Đây, cà ri thịt nướng, được không? Dạ, được. Rồi, cà ri thịt nướng, em ăn cái gì? Em ăn cà ri heo chiên kèm rau củ. Cà ri heo chiên kèm rau củ với là cà ri thịt nướng. Sau khi nhìn nhau rồi, hai bạn hãy trao đổi quan điểm với nhau đi. Về tình yêu, về hôn nhân như thế nào? Anh nữ nghĩ anh em chứ giờ không có bạn bè gì nữa trơn á. Bằng tuổi nhau hả chị? Bằng tuổi. Trời ơi, rồi bạn có men không vậy? Có men không vậy? Nghe nào? Men đương nhiên. Có cần tôi bắt hết đất ngay đây không? Không cần thiết đâu chị ơi. Trời ơi. Thì em chia sẻ quan điểm của mình đi. Đối với em thì tình yêu nó phải từ được vun đắp từ hai bên. Yêu nó là một động từ thì mình phải chứng minh nó bằng hành động chứ thay vì chỉ có nói. Mình có thể khác nhau rất nhiều thứ, tuổi tác, văn hóa rồi nền tảng gia đình, giáo dục, nhưng mà cần giống nhau một vài cái quan điểm về những giá trị sống. Cái điều anh quan trọng nhất là cảm xúc. Ừ. Hai người mà có những cái cảm xúc chung về cái thế giới này, như là tất cả mọi việc chẳng hạn, thì mình đều có những cái suy nghĩ tương đồng. Đó, thì mình dễ dàng để mình hiểu nhau hơn. Và khi cảm xúc thay đổi thì mình sẽ thay đổi. Nhưng mà đương nhiên là nó sẽ phải nhất quán, hoặc là tại vì em luôn đề cao cái sự chung thủy, chung thủy với những cái cảm xúc mình đã đặt ra ban đầu. Như là ban đầu mình thích bạn đó như thế nào thì mãi về sau này mình cũng sẽ phải thích bạn đó mãi như vậy. Cũng lành lắm đó nha em. Mà cũng chưa chắc đâu chị. Người ta nói là không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút của tình yêu nó vĩnh cửu thôi. Không ai dám nói được chắc chắn một cái điều gì, đặc biệt là trong tình yêu. Chứ còn thật sự không ai dám nói chắc chắn 100%. Tại vì chắc chắn 100% sẽ không có những vụ ly hôn, không sẽ có những là cặp đôi phải chia tay nhau khi mà đã có con có cái. Nếu mà khi mà anh tiến đến hôn nhân thì em lại không cho phép mình sai lầm đến cái mức độ mà có thể ly hôn được. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1-2 năm nữa ạ. 1-2 năm nữa, bạn gái có đồng ý với cái điều đó không? Em còn tính là 30 mới lấy mà. Nên còn thong thả. À, bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một trò chơi nhỏ để trắc nghiệm thử xem, để cho vui thôi. Mình sẽ bóc một lá bài này ha, rồi yêu cầu lá bài như thế nào mình sẽ làm như thế đó. Dạ. Dám chơi không? Dám chứ. Rồi dám, đàn ông chơi trước. Chọn lá này, màu đỏ. Rồi màu đỏ. Bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Ok, em hỏi đi. À, anh có chấp nhận bạn nữ của mình có hình xăm không? Anh xăm hơi nhiều hơn em ạ. Em xăm kể em có chấp nhận bạn nữ của em xăm hay không chứ, đúng không em? Đúng rồi, có nhiều người mà có hình xăm nhưng họ không chấp nhận người bạn gái của họ có hình xăm. Anh cảm thấy những người mà phụ nữ có hình xăm rất là thú vị. Phải không? Cổ có nhiều chỗ xăm độc đáo lắm á. Đồng ý không? Em đồng ý hết. Đồng ý hết, mời em. Bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Trời ơi, sao hai người này bóc đúng nhau vậy? Được rồi, là coi như là thật hết á. Công bằng, trả lời xấu. Xấu gì mà em không kể cho ai hết đâu. Những lúc mà em gặp căng thẳng cho công việc, stress ấy, em rất là lười. Lười dọn dẹp. Lười tắm luôn không? Đôi khi lười ăn luôn. Và những lúc lười như vậy em gọi là cái quãng thời gian mình ngủ đông á, thì em hay luyện phim. Nhưng mà nó chỉ là những cái lúc mà mình quá căng thẳng thì đó là cái cách để mình giải stress. Đúng rồi, đó cũng là một cách hay, coi như là mình nạp nhiên liệu cho bản thân mình á. Mình được quyền làm gì, làm nằm ngủ hoặc coi phim coi tới sáng luôn, xuống. Yeah. Dễ sợ ha, coi phim cái phim khóc thì mình khóc một mình. Quan điểm về con cái như thế nào, kinh tế như thế nào, ai sẽ là người quản lý? Em nghĩ là nên có một trai một gái, mà em thì thích con gái hơn. Kinh tế trong gia đình thì em nghĩ là em sẽ là người kiếm tiền về cho gia đình, vợ em quản lý. Em nghĩ là cả hai đều nên làm để mà vun đắp cho kinh tế. Và khi người phụ nữ độc lập kinh tế và có thể hỗ trợ thêm cho người chồng thì nó đều rất tốt. Cần có một cái khoản chung để mà lo việc gia đình. Cứ bàn bạc từ từ về kinh tế, quỹ đen, quỹ đỏ gì đó ha, cho nó thoải mái. Bây giờ thì hai bạn sẽ có một bữa ăn trưa thật vui vẻ, thú vị bên nhau. Chút xíu chị Tường sẽ quay lại để nhận kết quả từ hai bạn, xem mình có đồng ý hẹn hò hay không nha. Dạ. Mời. Rồi, cảm ơn. Món ăn rất là hấp dẫn ha. Em đã ăn cái món cà ri Nhật Bản này lần nào chưa? Chưa. Em ăn lần nào chưa?
chắc vậy. Sao rồi, trời ơi, dám lấy bài của tôi ra đấy nha. Quá rồi, cặp đôi này quá rồi. Nay có em tưởng là chị Cát Tường chưa chơi xong. Trời ơi, rồi. Nhờ vậy mà em vừa được hôn tay, vừa nắm tay mà. Hay quá, người ta chưa hôn lần nào nha. Ghê thiệt. Hôn tay, không phải hôn má, ai hôn môi đâu. Trời ơi, muốn hôn môi luôn hả? Sao mùi vị cà ri hôm nay thế nào? Dạ, em thấy ngon ạ. Lạ ha, dạ. Ngon ha. Mai mốt dẫn bạn gái tới đây ăn hoài nha. Chắc chắn nha. Rồi, ở đây không gian rất là trữ tình, rất là lãng mạn. Rồi bây giờ, nãy giờ trò chuyện nhiều rồi, cũng cảm nhận lúc này của mình về đối phương như thế nào? Hay là cái suy nghĩ của em hiện tại trong người mình cảm giác ra sao? Anh ấy cũng chín chắn, trưởng thành, cũng không hẳn là con nít như mình thường nghĩ. Tại thường các bạn nam bằng tuổi em thì em không có nhìn tới. Còn em? Em vẫn luôn cho rằng là mình trẻ con cơ. Lần đầu tiên mà có người nhận xét em chín chắn á chị. Cảm nhận của em hiện tại bây giờ về đối phương như thế nào? Cảm giác ban đầu là nhìn thấy bạn này rất là ấm áp. Đúng. Tới giờ vẫn thấy ấm áp. Dạ. Chưa có thấy lạnh gì hết. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu mình thích thì mình nói cái điều gì đó để thuyết phục đối phương sẽ bấm nút với mình. Nếu mình không thích thì mình coi như duyên chưa phải của mình. Không sao cả, các bạn vẫn sẽ còn một cơ hội khác. Các bạn sẽ được nhận một cái voucher của chương trình để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản offline diễn ra hàng tuần. Có ai muốn nói gì nữa không? Về phía anh thì cảm thấy em là một người rất là thú vị, có thể đem lại nhiều điều thú vị trong cuộc sống của anh. Anh nghĩ là nếu mà có thể thì hãy cho nhau một cơ hội. Trong một mối quan hệ thì mới đầu cũng chưa có thể hiểu hết được. Mỗi cô gái cũng giống như một cuốn sách ấy. Mình nhìn giao diện bên ngoài thì mình chỉ biết cái bìa thôi. Muốn hiểu sâu hơn với nhau về nhau thì phải lọc từng trang. Đúng rồi. Và dành thời gian sâu hơn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình các bạn nha. Hãy đặt tay vào nút bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. 1, 2, 3. Đèn đã sáng, đôi bên đã hòa cùng nhịp đập trái tim. Nhưng mà bạn gái nhanh hơn bạn trai, quyết liệt hơn bạn trai nữa. Rồi mời hai em đứng ra đây. Rồi nắm tay nhau đi. Bây giờ mới là nụ hôn chính thức nè, nụ hôn đầu tiên. Chưa. Chưa gì nữa, bấm nút là hẹn hò để yêu nhau. Người ta hôn em chứ em đâu có hôn ta đâu mà rung. Nếu em muốn bo cho ảnh cái cũng được. Đây là những cái cảm xúc đầu đời và hy vọng hai bạn sẽ mang lại thành